chào tất cả các anh em. Và điện tử Tắm Hoa xin giới thiệu với tất cả các anh em, điện tử Tắm Hoa đã tháo một chiếc loa DK Bass 30 để mổ xẻ nó ra để xem bên trong chiếc loa DK. Vâng, xin giới thiệu với tất cả các anh em, đây là một chiếc loa Bass 30 DK mà điện tử Tắm Hoa đã tháo ra. Lâm châm của chiếc loa rất khủng, cực to. Cực kỳ chắc chắn với chiếc loa DK này. Cho công suất của chiếc loa DK cực đại. Rất là lạ, cực kỳ lạ. Nhận một chiếc loa rất là tốt. Với chiếc loa DK Bass 30 cho công suất là 330W một chiếc, một cặp tổng cộng là 660W với cặp loa DK này. Xương của chiếc loa làm cực kỳ chắc chắn, rất là đẹp. Từ của chiếc loa này khoảng 20, rất là lớn. Cực kỳ lạ. Tốt, mảng loa làm rất tốt. Và đây là một chiếc loa check kèn. Đây, xin giới thiệu với tất cả anh em, đây là một chiếc loa check kèn của hãng DK. Rất là to, cho công suất chiếc loa dạng là rất là khủng khiếp. Dây dợ là nào, cực kỳ chắc chắn. Với công suất chiếc loa này là 8 ohm, chạy 8 ohm. Rất là to. Rất lặng. Và chúng ta cùng đi sâu ở bên trong xem bảng phân tần của chiếc loa DK này. Vâng, đây là chiếc phân tần của chiếc loa DK mà điện tử Tắm Hoa đã tháo ra. Dây dợ rất là tốt. Vâng, đây là dây dẫn từ ngoài vào bảng phân tần. Đây là dây ra loa bát, dây ra loa bát 30. Đây là dây ra loa check kẹt, rất là to. Phần tần của chiếc loa
rất là lớn. Chứ phần tần của loa DK cực lớn. Hơi tối một tí. Vâng. Chứ phần tần rất lớn. Đây là chiếc phân tần, bảng phân tần của chiếc loa DK mà điện tử Đào Hoa đã nhấc nó lên. Nó rất là to, to khủng khiếp luôn. Còn tụ hai phẩy hai mi, 400V, 8.2 mi. Rất to. Nào, bảng phân tần cực kỳ chắc chắn. Chịu tải rất tốt. Chiếc loa bát 30 DK cho công suất cực đại. Sau đây điện tử Thăng Hoa cũng xin chào tất cả các anh em tại đây. Và tất cả các anh em có nhu cầu những bộ âm thanh chất lượng xin hãy liên hệ với điện tử Thăng Hoa, số điện thoại 0918249265 và 0974637646. Điện tử Thăng Hoa ship toàn quốc. Và xin chào tất cả các anh em. Xin chào.